Hello anh em, rất là vui được gặp lại anh em nhé. Quay lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ làm cái clip về đôi giày. Đôi giày mà mình đang mang luôn, đôi giày Comfort 2 Men. Mã của nó là SHBCF2 MEX anh em nha. Anh em có thể coi clip của mình thì đã biết về đôi giày này, mình mang rất là thường xuyên, thấy không? Đôi giày này thì mình đang muốn thử trải nghiệm cái dòng Comfort của nó sẽ như thế nào. Trước giờ mình toàn là mang mà Arius, mình thích nhẹ, thích di chuyển nhanh nên là mình đã mang đôi giày Arius rất là lâu. Thì bây giờ mình đổi sang cái dòng Comfort tại vì bản thân mình cũng cảm thấy mình hơi lớn tuổi rồi. Nói lớn tuổi thì cũng 35 thôi anh em. Thì mình cảm giác cái sự nặng nề của cơ thể thì mình muốn cảm giác có một cái đôi giày nào đó êm ái hơn. Thì mình chuyển sang cái dòng Comfort để mình thử nghiệm. Thì như cái phần giới thiệu của mình sẽ đi vào, mình sẽ giới thiệu tổng quan về đôi giày trước, sau đó chúng ta sẽ nói về công nghệ của đôi giày anh em nhé. Rồi cái vấn đề test thì mình cũng đã test rồi, anh em đã thấy mình mang cái đôi giày này ở những cái clip trước rất là nhiều. Thì mình đi giao lưu mình cũng mang đôi giày này, thì mình cũng sẽ cho cái vấn đề cảm nhận và cảm nghĩ của mình luôn anh em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nhìn tổng quan của đôi giày chúng ta nhé. Đôi giày chúng ta sẽ có màu cam, phối cái màu đen phía sau anh em nhé. Rồi ở phía trước này thì nó có một cái lớp nó hơi bóng 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 như thế này, cũng rất là đẹp anh em ạ. Nổi bật trên sân, anh em nào mà thật ra mang đôi giày này là nhìn thấy nổi bật nhất sân rồi. Đôi giày này nó chỉ thua cái đôi giày trong cái dòng Comfort của nó, thì mình nhớ là nó thua cái đôi giày Comfort Z đấy, thì nó là ở nằm phía sau thôi, Comfort 2 Men anh em nha. Đôi giày này ở trên shop của mình thì mình nhớ là lúc đầu là bán 1.898.000 gì đấy anh em ạ. Mình nhớ tầm đấy. Nhưng mà về cuối năm rồi thì mình cũng đã hứa với anh em mình sẽ giảm giá giày thật mạnh để bán cho anh em, và anh em sẽ trải nghiệm những cái đôi giày cao cấp nó sẽ như thế nào. Và đôi giày này hiện nay đang bán với giá là 1.560.000 đồng anh em nha. Một đôi giày cao cấp mà hạ về giá tầm trung để bán cho anh em rồi đấy. Anh em hãy tranh thủ xem và nghiên cứu về đôi giày này, và chúng ta xem có nên đặt đôi giày này để mang hay không nhé. Rồi, chúng ta hãy đi vào nói về công nghệ của đôi giày này. Trước hết chúng ta hãy nói về lớp da của nó. Lớp da giày này làm bằng cái lớp Duracoat Skin Light. Lớp da nó rất là nhẹ anh em ạ. Nhẹ nhưng mà cái hình như lớp da này nó cũng bên cái Aureus 23 gì nó cũng có cái lớp da này hay sao anh em. Nhưng mà cái lớp da này thì nó rất là bền và giữ được form dáng cho đôi giày của chúng ta anh em nha. Giữ được form dáng. Thì đợt trước á, mình có mang cái đôi giày tầm thấp đó, anh em thấy không? Thì nó làm bằng cái lớp PU, thì anh em thấy cái việc gấp khúc rồi gãy rồi nói chung là vẫn giữ dáng nhưng mà mang rất là khó chịu ở đâu. Nhưng mà đối với cái lớp da giày này thì nó mang rất là êm. Mang một đôi giày cao cấp vào và một đôi giày bình thường là rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn rồi. Các bạn nhìn nó ôm chân như vậy nhưng mà thực ra nó không khó chịu chân cho chúng ta, bởi vì lớp da này nó làm rất là tuyệt vời. Thì cái lớp da nói lại cho anh em, nó là Duracoat Skin Light anh em nha. Nhẹ, bền và giữ form dáng. Đấy là đầu tiên chúng ta nói về lớp da cái đã. Rồi, công nghệ tiếp theo anh em ạ. Anh em sẽ nhìn thấy cái tiếng Anh nó là cái gì ta? To Acid Sap sao á? Đấy. Tiếng Anh là sao thì mình dịch ra, nó là một cái khuôn hình để hỗ trợ cho ngón chân của chúng ta. Thì anh em thấy nè, nó thiết kế ở đặt trên đầu này xuống tới cái viền đây, và nó tức là ôm theo chân chúng ta tới gót chân của chúng ta. Thì việc thiết kế như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề cái ngón chân cái của chúng ta này, tăng ngón giữa của chúng ta này và gót chân, để tăng cái sự ổn định anh em ạ. À, chân chúng ta sẽ được tự nhiên và lúc đó nó sẽ cái việc di chuyển của chúng ta sẽ rất thuận lợi hơn. Đó, như vậy thôi. Tòa Acid Sap nó chỉ là những một cái công nghệ thiết kế một cái khuôn hình theo cái bàn chân hỗ trợ cho chúng ta. Công nghệ thứ ba, công nghệ cực kỳ quan trọng anh em ha. Trong một đôi giày thì mình có hai cái thứ mình rất là quan tâm. Thứ nhất đó là vấn đề về cái lớp độ êm của nó. Thứ hai là cái đế giày nó có bám hay không. Thì thiết kế của những đôi giày cao cấp đó là sử dụng cái một cái vật liệu rất là nhẹ, được thiết kế vào hình lục giác. Thì anh em sẽ thấy đây, nó sẽ tăng độ bám. Thì cái công nghệ này gọi là Hexa Grip. Thì cái thiết kế lục giác như thế này thì nó tăng độ bám anh em ha. Tăng được đâu hơn 3% so với vật liệu bình thường. Và độ nhẹ của nó thì nó nhẹ hơn 20% so với vật liệu bình thường. Đó, vật liệu tiêu chuẩn. Thì một công nghệ rất tuyệt vời. Cứ tăng độ bám là mình thích, tại vì thực tế mang đồ giày vô nét, cái độ bám nó hoàn toàn khác biệt so với những đôi giày mà mình mang tầm thấp. Mình chạy cũng tự tin hơn, rồi đôi giày nó cũng ôm form hơn. Đó, những cái vấn đề mà
trên sân chúng ta mà cái đôi giày chúng ta mà nó không có bám, chúng ta bị nhét chân, chúng ta chạy chúng ta sợ, thì lúc đó những đường cầu chúng ta đánh nó sẽ không tới và đánh không tự tin. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi, cái thứ quan trọng nhất của đôi giày của chúng ta đó chính là cái lớp đệm của đôi giày. Mang cái gì nó cho êm, chúng ta đánh cầu nhảy lên nhảy xuống rất là nhiều, trọng lượng chúng ta nó dồn xuống, rồi cái di chuyển của chúng ta rất là nhiều hướng, rồi vân vân. Nói chung nếu mà đôi giày chúng ta không êm thì nó sẽ gây chấn thương đến chân của chúng ta. Nhiều anh em mình cứ nói là tại sao cứ quan tâm về vợt vợt á, nói vậy chứ các bạn phải lo về đôi giày trước khi quan tâm đến cái vợt mới đúng. Tại vì đôi chân chúng ta di chuyển rất là nhiều mà, vợt đánh còn cái à, di chuyển 2-3 bước mới đánh một cái, chân chúng ta chịu trọng lực rất là nhiều. Mà muốn đánh tốt hay không á, thì thực tế là chúng ta phải chạy nhiều hơn, chúng ta tới cầu thì chúng ta đánh sẽ tốt hơn. Bởi vì anh em hay nói có một câu á, tại sao em đánh không tốt, thì bây giờ em cứ chạy tới cầu đi rồi em sẽ đánh được thôi. Đó, thì bản thân chạy chưa tới thì làm sao mà đánh được cái cầu, đúng không anh em? Chúng ta phải ở vị trí tốt nhất thì đánh cầu nó sẽ tuyệt vời hơn. Rồi, cái đôi giày này mình là phân loại của nó là thuộc về dòng comfort, tức là êm ái anh em ha. Thì mình cũng nói rồi đó, mình có tuổi rồi thì nhiều khi mình muốn cái sự êm ái. Hồi xưa là mình thích mang nhẹ, mà nhẹ thì vật liệu của nó không bền. Cái thứ hai là cái độ êm của nó thì nhiều khi cũng không bằng được cái dòng này. Cái dòng này thì tại sao nó êm? Nó êm là vì nó tới hai cái lớp power cushion là anh em nha. Đây như thế này. Đây. Thì nó hai lớp, mà hai lớp ở đây không phải là hai lớp kiểu như đầu hay cuối, mà hai lớp của nó là hai lớp full. Anh em thấy không? Cái đôi giày nó sẽ không có cái hõm ở giữa, là nó full từ đầu tới cuối là của đôi giày. Còn những đôi giày mà các bạn coi á, bình thường nó sẽ hõm ở đây, tức là lên đây cái đôi giày ở đây nó sẽ có một cái lớp bô cushion ở trên này, lớp bô cushion ở giữa thì nó sẽ bỏ hoặc là có một lớp thôi. Thì đó, thì đôi giày chúng ta là nó full từ trên xuống dưới nên nó rất là êm. Hiện nay thì Yonex đã phát triển thêm một cái dòng nó xài sử dụng là bô cushion S rồi, S cộng hả anh em? Đó, mình nhớ là nó cao cấp hơn. Còn bây giờ cái đôi giày này vẫn sử dụng cái lớp bô cushion mà trước đây các giày Yonex trước sử dụng. Thì cái bô cushion này thì anh em đâu có lạ gì đúng không? Thì cái thí nghiệm của nó thì nó có Yonex bên thả quả trứng ở trên 7m rớt xuống, cái tấm đệm nó nảy lên là đầu 4m thì nó không có bị vỡ về cái trứng. Thì cái thí nghiệm đó nó chứng minh là cái độ êm của nó và nó hỗ trợ gì cho chúng ta. Thì lớp cushion này nó khi nó xuống nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ hấp thụ chấn cho chúng ta, nhưng mà cũng sẽ truyền tải một chút lực để đẩy cho cái bước di chuyển thứ hai của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Chứ êm quá lún xuống luôn là coi như đâu có, là chúng ta muốn bật lên là chúng ta sử dụng sức thì nó sẽ tốn sức. Còn cái này nó vẫn có hỗ trợ lực cho chúng ta. Thì cái công nghệ về lớp cushion này thì không gì lạ, anh em đều biết hết rồi đúng không anh em? Rồi, công nghệ cuối cùng đó là cái công nghệ về đế, thiết kế đế nó tròn anh em ha. Nãy mình nói về khuôn hình của nó rồi, hỗ trợ bánh chân, thì bây giờ là cái đế mà nó, cái đế nó tròn này, thấy nó bo không anh em? Đấy, nó bo tròn này, rồi cái đằng đầu nó cũng bo lại tròn như thế này. Thì mình lại không có một cái tài liệu, mình tìm trên mạng lại không có một tài liệu nào, tức là số liệu để chứng minh cho cái việc đế tròn này nó sẽ phù hợp với gì đó, thì mình tìm không thấy. Nó chỉ có diễn giải thôi là việc thiết kế đế tròn này nó sẽ hỗ trợ cho cái người dùng là di chuyển nó nhanh nhẹn hơn, truyền tải năng lượng nó tốt hơn. Còn cái số liệu để chứng minh thì mình cũng không thấy, nên là mình không thể nào giải thích cho anh em được về vấn đề này. Nhưng mà mình cứ nghĩ vậy đi, cho nên thiết kế chắc cũng có lý do, tại vì số liệu chắc nó không công bố ấy mà. Đấy, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em về cái đôi giày Comfort 2 Men. Hiện tại thì mình đang mang đôi giày này và mang được đâu khoảng chắc cũng được 2 tháng rồi vậy ta, từ lúc đôi giày kia nó bị rách. Lại khen coi biết, anh em biết rồi. Thì mang được hình như 2 tháng thôi, mình không nhớ lắm. Nhưng mà 2 tháng hàng tháng gì đó anh em nhỉ. Nhưng mà thực tế thì đôi giày này mang mình rất là vừa ý, êm. Nói chung nó không nhẹ bằng Aureo thôi, nhưng mà trọng lượng như vậy mình cũng thấy ok rồi, không đến nỗi là nặng đâu. Mang một đôi giày mà nó êm ái thì bây giờ vẫn thích hơn là mang một đôi giày mà nó thiên về nhẹ nhưng mà nó lại không hỗ trợ nhiều cho chân chúng ta. Đấy là cái cảm nhận của mình, và mình vẫn khuyến khích anh em nên thử qua những đôi giày cao cấp, rồi anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt anh em ha. Đang cố gắng đi dành tiền đi mua một đôi giày cao cấp, mình lúc nào mình cũng nói như thế cả. Và thường thì cuối năm mình cũng nói anh em rồi đó, mình sẽ cố gắng mình giảm giá sale kịch liệt cho anh em để anh em sử dụng những đôi giày này để trải nghiệm nó nha. Thì nãy mình nói nhiêu nhỉ, nãy giá gốc của nó 1.890.000 hay 980 gì đấy
Hiện nay giảm giá thì còn có 1.560.000. Gặp ba luôn giá hoài. Giảm giá còn 1.560.000. Sale kịch liệt cho anh em luôn. Tranh thủ sở hữu nha anh em. Qua năm thì nhiều khi đôi giày này sẽ không còn nữa. Thì sale nhiều anh em lấy quá. Và khi đó thì Yonex sẽ ra những cái mẫu mới và giá của nó sẽ cao. Và để muốn sở hữu đôi giày thì phải nhiều khi phải cuối năm bên mình mới sale tiếp cho anh em. Vì vậy anh em hãy nhanh chân nhé. Thôi cũng tối rồi, chúc anh em ngủ ngon. Bye bye anh em. À quên mất nữa chứ, các bạn thấy clip hay thì cố gắng hãy nhấn cái nút đăng ký nhé. Cái bên có nút chuông nhấn vào. Thì khi nào có clip mới, mình ra clip mới thì bên YouTube nó sẽ thông báo cho anh em để anh em vào coi nhé. Hẹn anh em. À quên phe áo nữa.